Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách thiết lập tọa độ AutoCAD để có thể phối hợp trong Revit. Nội dung bài học sẽ bao gồm giải thích về tọa độ phối hợp AutoCAD Revit, hướng dẫn thiết lập tọa độ AutoCAD và hướng dẫn thiết lập tọa độ file dự án AutoCAD. Trong bài học trước thì mình đã hướng dẫn các bạn đó là chuẩn bị cái file CAD và tiến hành tạo ra cái file CAD mới để có thể import. Về cơ bản thì các bạn có thể sử dụng các cái file CAD đấy để đưa vào Revit rồi. Tuy nhiên ấy, có một cái vấn đề đó là khi chúng ta đưa các cái file CAD vào Revit để phối hợp với nhau thì cái quan trọng nhất chính là cái tọa độ phối hợp là như thế nào, đúng nhỉ? Các bạn có thể hiểu như thế này, đôi khi chúng ta có thiết kế một cái tòa nhà gồm nhiều tầng, đúng không, hoặc có nhiều bản vẽ CAD mà trong một cái tổng thể các bản vẽ CAD, thì để làm sao có thể đặt các bản vẽ khớp nối với nhau một cách chính xác, làm sao để tầng 1 nó đặt khớp với tầng 2, đặt khớp với tầng 3, để khi chúng ta dựng hình lên thì cái tầng 1 nó khớp tầng 2, nó khớp tầng 3, nó không bị lệch lạc. Thì đấy là chúng ta phải quản lý tọa độ trong CAD. Thì để làm sao chúng ta có thể quản lý và để làm sao chúng ta có thể đưa các file CAD vào Revit một cách chuyên nghiệp mà chúng ta không phải bận tâm quá nhiều về tọa độ khi đưa vào. Thì đầu tiên, các bạn hãy mở các file CAD mà hôm trước chúng ta đã tạo ra. Mình sẽ mở nó lên. Đây chính là các file CAD hôm trước, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ mở nó lên nhé. Rồi, đây là 3 file CAD của chúng ta. Các bạn có thể hiểu như thế này, các file CAD nó sẽ có tọa độ và Revit nó cũng có tọa độ. Và cái quan trọng là chúng ta phải đưa các tọa độ đấy nó khớp với nhau. Và cách chúng ta thường làm nhất đấy chính là đưa các tọa độ CAD về tọa độ 0,0. Đấy, tất cả các bạn file CAD sẽ về tọa độ 0,0 ở một cái điểm nào đấy. Nó chung nhau và khi đấy chúng ta đưa vào thì nó khớp với nhau. Và để đưa được như thế thì đầu tiên các bạn cần phải thiết lập về cái hệ thống tọa độ trong CAD cái đã. Trong phần mềm CAD đấy, cái đấy nhá. Các bạn gõ lệnh OS. Đấy. Các bạn Enter. Sau đấy các bạn để ý đến mục Dynamic Input và các bạn chọn chế độ Setting ở đây. Trong CAD thì nó sẽ có các hệ thống tọa độ, có hệ thống tọa độ tương đối, có hệ thống tọa độ tuyệt đối. Và cái quan trọng là chúng ta phải làm với hệ thống tọa độ tuyệt đối. Khi các bạn cài CAD ấy, thì thường nó sẽ để chế độ này này là nó ở chế độ relative coordinate, được chưa? Tuy nhiên cái các bạn cần phải thiết lập đó chính là phải đưa tất cả về cái hệ thống tuyệt đối bằng cái nút đây, các bạn phải chọn absolute coordinate, được chưa nhỉ? Các bạn phải thiết lập cái này trước cho mình nhá, phải thiết lập cái này vô cùng quan trọng. Sau đấy các bạn kích vào đây, các bạn chọn ok thôi là ok. Sau đấy thì các bạn sẽ di chuyển toàn bộ các bản vẽ CAD này về một cái tọa độ. Mình sẽ chọn toàn bộ cái bản CAD này, mình gõ lệnh M tức là move, được chưa? Sau đấy thì mình sẽ chọn một cái điểm căn cứ, mình sẽ chọn cái điểm này chẳng hạn, được chưa? Mình sẽ chọn điểm này, đấy, được chưa? Mình kích vào đây. Sau đấy mình thả chuột ra và mình gõ 0,0, tức là chúng ta sẽ đưa cái điểm mà chúng ta kích chuột về tọa độ 0,0. Và bạn thấy hiện tại thì bây giờ bản CAD chúng ta đã được đưa về tọa độ 0,0. Và mình sẽ vẽ một cái hình tròn bằng lệnh C. Bất kỳ thôi. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhé. Hình tròn này này. Đấy, tọa độ 0,0. Các bạn thấy chưa? Sau khi các bạn làm xong thì các bạn chỉ việc là lưu cái file CAD này lại. Ctrl S. Và tắt nó đi. Tương tự, bản vẽ CAD này mình cũng làm như thế. Mình chọn hết. M, Enter. Chọn điểm phối hợp. Mình chọn điểm này. Các bạn phải chọn cắt tất cả các điểm giống nhau nhé. 0,0, Enter, Ctrl S, tắt file, tương tự, M, không, Enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Ctrl S, lưu file, ok. Như vậy thì các bạn đã chuẩn bị xong được cái hệ thống tọa độ CAD cho làm sao cho các file CAD nó khớp nối với nhau. Và đây là một cái hoạt động vô cùng quan trọng để giúp các bạn sau này các bạn đưa vào Revit sẽ rất là dễ dàng và tiện lợi. Chúng ta không phải quá bận tâm nhiều đến cái tọa độ của nó trong Revit. Nhiều bạn không làm bước này, khi vào Revit nó sẽ rất là khổ sở và rất là vất vả. Được chưa? Thì cái này vô cùng quan trọng nhé. Và các bạn cứ làm như thế, cứ làm tất cả các bản vẽ CAD. Các bạn phải quy về một cái điểm gốc nào đấy để căn cứ chúng ta có thể đưa vào Revit một cách chuẩn xác. Được chưa? Như vậy
Trong bài học ngày hôm nay thì mình đã giải thích cho các bạn về tọa độ phối hợp AutoCAD và Revit, hướng dẫn thiết lập tọa độ AutoCAD, hướng dẫn thiết lập tọa độ file dự án AutoCAD. Trong bài học sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa cái file CAD chúng ta đã chuẩn bị vào trong Revit một cách chuyên nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.